Và thưa quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương trong phòng dự thi của thí sinh số báo danh 125, ca khúc Hai Lối Mộng, chào đón Trương Thị Bảo Yến. Mời thí sinh Nguyễn Duy Long chuẩn bị. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã dành cho thí sinh Nguyễn Thị Trương Thị Bảo Yến với ca khúc dự thi Hai Lối Mộng. Cho Thí Vinh hỏi nhỏ một xíu là em đã từng tham gia cuộc thi nào chưa? Cuộc thi ca hát nào? Dạ cũng có, có nhưng mà em thi ở tỉnh thôi. Ở tỉnh là tỉnh mô? Em ở Nghệ An ạ. À, hiện tại đang ở Nghệ An. Dạ. Đang công tác ở Nghệ An luôn. Dạ. Rồi, và thi xong thì mình về Nghệ An hay là mình ở lại Sài Gòn? Về Nghệ An ạ. Về Nghệ An khi nào về? Mua vé chưa? Rồi, tưởng chưa mua vé, anh giới thiệu đại lý vé máy bay cho. Cảm ơn em một phần biểu diễn mà anh rất là thích. Trong hình thể xử lý bài hát em rất là con gái, rất là duyên dáng. Có thể nói là anh rất thích phần dự thi này. Còn ban giám khảo Đăng Nguyên, Thái Bảo và Minh Lộc có thích hay không nha? Rồi bây giờ ba giám khảo chúng ta hãy cho đánh giá với phần dự thi của Bảo Yến. Xin mời Minh Lộc ạ. Xin chúc mừng Bảo Yến vừa hoàn thành phần thi của mình. Hôm nay bạn nhìn rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Bước ra một cái là ai cũng wow, rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà cho hỏi một xíu, bạn có bị hồi hộp không? Dạ, có. Vẫn còn. Do sức khỏe hay là do bạn chuẩn bị chưa tốt hay vấn đề gì? Dạ không, bình thường thì em cũng lâu lâu có đi hát, nhưng mà cứ lên sân khấu thi là em run lắm, tay chân là cứ không kiểm soát được. Thật sự là có nhớ bạn là thí sinh mà được vé vàng vòng trước. Và thật sự là rất là ấn tượng cái giọng hát của bạn lúc đó. Nhưng mà hôm nay thì cái làn hơi của bạn kiểm soát chưa tốt lắm. Nó bị còn bị chân phô một số chỗ. Nó bị chân cao á. Chứ mà chắc là ông sẽ thiếu hơi. Cái lực hơi của bạn rất là tốt. Cái làn hơi bạn rất tốt. Nhưng mà hôm nay bạn tiết chế nó không khéo lắm.
chất giọng bạn đẹp và mọi thứ đều ok, chỉ trừ là cái làn hơi hôm nay kiểm soát không tốt. Nhưng mà nói chung là bạn cũng đã rất là thành công với phần thi vừa rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ ban giám khảo. Cảm ơn Bảo Yến đã đến cùng với cuộc thi. Và